lên, nhấc lên nữa, cứ nhấc. Ôi cặn nước thật mẹ. Đá con mù là lên mà, không nghĩ là lên. Bác lên máy múc ra, khiêng cho các ông. Để thử xem được cái gì được. Cái gì chả? Cái gì chả thử đi biết được cái gì chứ anh biết được gì? Cái để bơm tay. Nào đứa ở đây. To quá. So fun, I'm okay. Feeling I'm such, she's saying. All in my head, keep playing. Yeah, keeping this real, no faking. She wants something, some. If I'm being honest, girl, I think we got it. Wondering how did you get it? Thực ra nó sáng thì tao tưởng ở dưới đất tối om rồi. Kia cái đèn kia này. Sao đây là cái ống gì đây hả mẹ ơi? Cái này thì anh cứ xả xuống cái xong lúc kéo làm sao được về. Bắt đầu. Anh xuống kia phải bật trên đây không phải sướng hơn được. Sao? Dây thiếu gì dây này mà sao khổ này. Kia còn dây nữa mà. Còn nữa sẽ phải tới nút. Sao mà em biết? Đúng rồi đấy. Nhớ làm sao được nhà nào làm cái gì nhỉ? Cháu không nghĩ là cái giếng nhanh hết nước, bơm cái buổi sáng hết nước. Ào. Cô định hốc không? Xong rồi mà. Ngày mùa khô mà đào nó đủ mét lên trong cái bạch mà. Cẩn thận nha bác nha. Bác phải để cho chọc cái này xuống anh chứ. Bác leo lên làm sao chọc được nữa. Nè, thăng rồi. Bên nào bác? Cảm thăng. Cuối đứa chịu con mẹ trên dưới giếng lên là hút nha. Mẹ là quà quá thì mẹ không khét.
bác thử ra dọa cho nhà cháu xem một câu áo. Ra bắt tay bác cá ông gái anh lên. Ôi ôi. Ông Xuân tự nhiên với trai ông Xuân ông thả cho mình. Còn mấy lần. Vỡ đầu. Chết, cả lúc này cũng biết đầu. Úi giời ơi, cái gì đấy? Đây là đống đất. Thôi cái thứ này ăn bác là người Việt Nam ăn cho nó mát. Con chung cho mình phần hàng đậm không có ăn đấy thế đi mát được không bác? Quan trọng là kéo lại còn cái đống này làm nào đây này mình đắp vào như bác à bây giờ phải cắt cái ván cái nhíp vào là tháo cái cửa đại vào gà qué nhảy xuống nhớ anh xuống còn vớt đi đâu nhà cháu có ba cho bốn đấy. Để xong không lấy không đừng lập còn gãy đi cứ đặt ván vào cho chắc ăn tháo hai cửa sổ ra là cái này gọi là cửa bếp này tối lại lắp kia mai lắp kia cậu ra kia ngồi cho mát kìa tháo luôn cánh cửa này bật cái quạt số 1 lên làm đi xong phim.